Chào mừng các bạn đến với kênh Triệu Hoàng Tú Official. Trong video ngày hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn thông tin địa lý thú vị. Đó là vì sao mặt trăng quay quanh trái đất không bị rơi mà vệ tinh nhân tạo lại bị rơi. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Quả táo chín trên cây, nếu không bị hái sẽ tự rơi xuống đất chứ không bay đi hướng khác. Đó là do tác động sức hút của trái đất. Mặt trăng là vệ tinh của trái đất và không ngừng quay quanh trái đất, mỗi vòng quay là một tháng. Vậy tại sao mặt trăng không bị rơi xuống? Bạn hãy buộc hòn đá nhỏ vào đầu sợi dây, bạn cầm đầu dây kia và quay mạnh. Nếu bạn không buông tay, hòn đá sẽ không bay mất. Mặt trăng quay quanh trái đất cũng giống như hòn đá quay quanh tay bạn. Đương nhiên giữa mặt trăng và trái đất không có sợi dây nào nối chúng lại. Sợi dây nối liền giữa mặt trăng và trái đất chính là lực vạn vật hấp dẫn vô hình. Đã có sức hút, vậy sao mặt trăng không bị rơi như quả táo chín xuống đất? Trả lời câu hỏi này cũng chính như hòn đá đang quay không thể kéo vào tay được. Bởi vì mặt trăng đang không ngừng chuyển động, tuy sức hút của trái đất cố kéo mặt trăng về phía trái đất, nhưng tốc độ chuyển động nhanh của mặt trăng đã khắc phục được sức hút của trái đất đối với nó. Bởi thế mặt trăng mới quay quanh trái đất chứ không bay đi xa và cũng không bị rơi xuống. Vậy tại sao vệ tinh nhân tạo lại rơi xuống đất? Nguyên nhân là trên độ cao mấy trăm km tồn tại nhiều phân tử thể khí. Những phân tử thể khí đó là sức cản đối với vệ tinh nhân tạo và làm cho vệ tinh nhân tạo giảm dần độ cao. Sức hút của trái đất cũng hút vệ tinh nhân tạo xuống tầng khí quyển dày đặc gần trái đất. Cứ như vậy sức cản ngày càng lớn dần và cuối cùng vệ tinh nhân tạo bị rơi xuống đất. Vấn đề mình chia sẻ trong video này đến đây là hết rồi. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa, xin các bạn vui lòng nhấn thích, chia sẻ, đăng ký kênh và nếu có ý kiến thắc mắc, mời các bạn để lại bình luận bên dưới video này. Thân ái chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.